sả lúa thưa hay sả lúa dày sẽ tốt hơn? Mật độ gieo sả lúa bao nhiêu là phù hợp? Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, cây lúa là cây chủ lực của đồng bằng sông Long. Và gần đây thì bà con đã nghe cái tiến bộ kỹ thuật về 3 giảm 3 tăng 1,5 giảm đó và 1,6 giảm. Thì trong các 3 giảm 3 tăng 1,5 giảm 1,6 giảm đó thì cái giảm đầu tiên là giảm lượng giống gieo sả. Thì tại sao mà chúng ta nói tới giảm lượng giống gieo sả? Tại vì là điều tra trong thực tế bà con nông dân ai cũng thích cái ruộng lúa mình nó lên nhanh, nó lên tốt, nó xanh đẹp. Và gieo lưa thưa thì bà con là cảm thấy nó không quen mắt. Đó. Thành ra là nông dân gieo lượng giống rất là dày. Cái lượng giống mà phổ biến bà con gieo sả trong sản xuất hiện nay là từ 150 cho tới 180 kg một hecta. Cái sả dày mà bón thừa phân đạm là điều kiện rất tốt để cho lúa đổ ngã, điều kiện rất tốt để bệnh đậu ôn, điều kiện rất tốt để rầy nâu và các loại sâu bệnh khác nó trú ẩn và nó phát triển. Mật độ sả đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đó, trong các vụ đông xuân hè thu thu đông để tăng hiệu quả canh tác lúa thì việc đầu tiên thì các nhà khoa học khuyến cáo nông dân hãy học cái cách làm sao đó giảm lượng giống gieo sả bằng cách là còn 80 kg một hecta trong cái mô hình canh tác lúa thông minh của phối hợp của công ty cổ phần phân bón Điền với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều cho thấy rằng là nông dân ban đầu thực hiện cái việc giảm giống sả 80 kg một hecta đồng ý là cái lượng giống sả thưa như vậy trong vòng tháng đầu tiên thì lúa nó hơi thưa nhưng mà cây lúa nó sẽ sạch bệnh, rễ nó ăn sâu, nó vẫn đẻ nhánh tốt và nó vẫn cho cái số bông hữu hiệu cao, nó cứng cây, nó giảm đổ ngã và cuối vụ thì vẫn có thu hoạch năng suất rất tốt. Nông dân có thể cấy, có thể xạ cụm, sử dụng công cụ xạ hàng 80 kg hecta đó thì sẽ có 320 hạt cho 1 m². Thành ra trừ đi tỷ lệ nảy mầm và trừ đi một số cây chết sẽ còn 232 hạt, nó sẽ mọc trên 1 m². Và nếu mà theo quy luật một mẹ đẻ hai con, chúng ta sẽ có 232 x 3 là 696 cây chồi cho 1 m². Và các nhà khoa học khuyến cáo ở đồng bằng sông Cửu Long trong 3 vụ đông xuân hè thu thu đông chỉ cần là 500 cây chồi cho bông là chúng ta sẽ đạt được năng suất như chúng ta mong muốn 8 tấn tới 10 tấn một hecta. Thì 500 cái chồi cho bông mà mỗi một cái bông là được 100 hạt. Tại vì mình xạ thưa ra đầy đủ ánh sáng, cái bông nó dài hơn sẽ có 100 hạt chắc. Và 100 hạt chắc mà 500 cái bông trên 1 m² thì chúng ta sẽ nhân lên trọng lượng ngàn hạt là 25 gram, chúng ta sẽ có năng suất lý thuyết 12,5 tấn một hecta. Năng suất thực thu là 10 tấn một hecta. Chi phí thì tiết kiệm và hiệu quả mang đến lợi nhuận cho nông dân đã làm thực nghiệm thì từ 3 triệu tới 6 triệu đồng một hecta. Mật độ gieo sả lúa bao nhiêu là phù hợp? Lượng giống tối đa 80 kg trên một hecta. Sả bằng tay, máy hoặc sả cụm. Sả thưa giúp lúa cứng cây, ít sâu bệnh, ít đổ ngã, năng suất cao. Chi phí giảm, lợi nhuận tăng.